Tập 68. Vừa rồi Hê Uông cũng đã tổ chức họp báo theo lời cha Ưng Đông nói rồi còn gì. Cô ta làm vậy là để cứu mình thôi chứ có hối lỗi gì đâu. Thật không thể tin được. Dù vậy cô Ô cũng muốn sống cùng chúng tôi sao? Tôi vẫn chưa nói với nó ý định này. Nhưng nó không đồng ý thì làm được gì. Đâu còn cách nào. Nếu để Chuê Chuân Hiếu bắt được thì nó làm gì còn được sống. Vậy nên cậu sắp vua của chúng ta, người vừa mạnh mẽ và đáng tin cậy nữa. Chuyện này cũng không hẳn là không giải quyết được. Anh nói cái gì vậy chứ? Làm ơn hãy cho Hê U nhà tôi ở tạm nhà của hai người đi mà. Bây giờ con bé thực sự thay đổi rồi. Nó đã về phe của cha Ưng Đông rồi mà. Thật vậy à? Đúng vậy. Tôi đã nói là không được, không được, không được đâu mà. Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô còn mặt dày dám quay lại đây sau khi công khai phản bội tôi sao? Cô nghĩ gì vậy hả? Tránh ra. Sao cô có thể làm vậy? Đối với tôi chứ. Sao cô dám bắt tay với cha Ưng Đông để giết tôi hả? Sao cô dám? Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Vì cô mà bây giờ ba của tôi phải chạy trốn đám cảnh sát đó rồi. Ông ta đáng bị như vậy mà. Ba tôi đã rất tuyệt vọng vì những gì cô đã nói ở buổi họp báo đó. Sao anh lại đổ hết tội lỗi cho tôi chứ? Ông ta bỏ chạy vì hoảng sợ thì có. Có thật cha mang chồng ông ta đã. Cha mang chồng ông ta thế nào? Mau nói đi. Cô nghĩ tôi đã làm gì với ông ta? Nói đi. Đừng có đụng vào người tôi. Nếu anh còn tìm tôi hay làm gì với mẹ tôi thì tôi không để cho anh yên đâu. Dù là trước kia hay là bây giờ thì cô cũng chỉ là thứ đồ chơi nằm trong lòng bàn tay của tôi thôi. Cô cho rằng cô có thể trốn thoát được tôi sao? Trung Hiếu, bà của con. Chuyện gì vậy? Bây giờ cô ta định làm gì đây? Ôi trời ơi, con gái tôi. Nè Ưng Đông à, chị cứ để cô ta ở cùng một thời gian nữa trong chừng đi. Hả? Chị hiểu ý của em mà, có phải không hả? Chị hiểu, nhưng chuyện này có hơi kỳ lạ. Mà thôi được rồi, chị sẽ làm. Con nghe nè, hãy đến nhà cha Ưng Đông ở tạm đi. Mẹ bị sao vậy? Mẹ muốn con tới đâu ở chứ? Vậy con định làm sao đi? Tình hình này con phải ở chỗ cách xa Chuê Chuân Hiếu. Nhưng sao có thể tới chỗ cô ta được chứ? Chỉ một thời gian thôi, mẹ sẽ đến đó với con. Nên con cứ đến đó. Chúng ta phải cố gắng để sống chứ. Vì Ưng Đông đã đồng ý rồi cho nên tôi cũng sẽ đồng ý theo luôn. Còn nếu như mà cô muốn chết thì cứ dọn tới. Chuẩn bị đi. Con không đi đâu. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Có kết quả giám định đồng hồ rồi. Có đúng không hả? Vậy kết quả thế nào? Bộ phận lên dây mà cậu Trung Út tìm được ở hiện trường của vụ án mạng đúng là trùng khớp.
với phụ tùng của đồng hồ thư ký cô. Còn gì nữa không? Kết quả theo bên giám định đã kiểm tra thì đồng hồ của thư ký cô chưa bao giờ được chỉnh sửa gì cả. Và còn cũng không tìm được vết máu nào trên đồng hồ của anh ta hết. Vậy thì thứ được anh Giang Úc tìm thấy ở hiện trường vụ án của ba tôi là từ đâu ra hả? Chuyện này chúng ta cần phải điều tra thêm nữa. Anh tìm thấy hồ sơ sửa đồng hồ rồi, có phải vậy không? Có phải là Go Sang U hay không? Chuyện đó không tìm được hồ sơ nào có tên thư ký cô hết, cho nên là cũng không có cách nào chứng minh được anh ta đã có mặt ở hiện trường xảy ra vụ án. Không thể nào, không lý nào là như vậy được đâu. Vậy còn dấu hàng đó, dấu của đồng hồ gây ra trên cổ của ba tôi thì sao hả? Anh nói phụ tùng được tìm thấy đó chắc chắn là từ đồng hồ của Go Sang U mà. Tôi chắc chắn nút chặn đó là của đồng hồ thư ký cô đó. Chuê Chun Hiếu cũng có một cái đồng hồ giống y như vậy. Đồng hồ này là phiên bản giới hạn, có thể là nó đã được sửa công ty sản xuất. Có thể nói là như vậy. Nhưng mà có một chuyện kỳ lạ lắm, không tìm thấy hồ sơ sửa đồng hồ của thư ký cô nhưng mà lại có của Chuê Chun Hiếu. Ý của anh là gì vậy chứ? Vậy là bộ phận lên dây được tìm thấy ở hiện trường đó là từ đồng hồ của Chuê Chun Hiếu sao? Vậy là nếu phụ tùng Chuê Chun Hiếu thay thế đúng là nút dặn đó thì tình thế sẽ lật ngược lại. Nó sẽ chứng minh là không phải thư ký Go làm chuyện này mà chính là Chuê Chun Hiếu đã làm. Trước tiên phải lấy đồng hồ của Chuê Chun Hiếu đi kiểm tra đã. Nếu không hắn sẽ phát hiện và hủy đi chứng cứ. Tôi muốn trực tiếp đi lấy nó. Cái gì? Cha Ân Đông đã giao một phụ tùng đồng hồ cho phía cảnh sát điều tra. Liệu anh có biết gì về nó hay không? Phụ tùng đồng hồ được tìm thấy ở hiện trường vụ án của ông cha Minh Châu. Mẹ à, mẹ có thấy đồng hồ của con không vậy? Thấy gì? Là đồng hồ đeo tay của con đó mẹ. Ôi trời ơi, giờ này mà con còn lo lắng tìm đồng hồ đeo tay làm gì? Đã có đầy đủ bằng chứng rồi mà. Chuyên Chuyên Hiếu Úc đã làm mất danh dự của chủ tịch Hành bằng hợp báo chối trá. Chuyện này đã gây thiệt hại rất lớn cho trụ sở chính rồi còn gì. Từ giờ chúng ta sẽ tiến hành thanh tra. Dạ. Tịch thu toàn bộ tài liệu của Chuê Chun Hiếu, kể cả đồng hồ đeo tay của anh ta, tìm toàn bộ văn phòng, xe và két sắt nữa. Dạ rồi. Trại giáo dưỡng mở ra tương lai mới. Anh đã nói điều gì với ba của tôi vậy hả? Tôi hỏi anh đã nói điều gì khiến ông ấy phải bỏ trốn hả? Viên trưởng Chuê đã nói tôi đổ toàn bộ tội lỗi cho ông ấy gánh chịu. Không thể nào được. Thỏa thuận đã xong hết rồi. Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi số tiền ba tôi trả cho anh để anh nhận tội một mình. Nếu tôi không được phán vô tội thì tôi sẽ ngồi tù ít nhất 15 năm. Vậy tại sao tôi phải nhận tội một mình chứ? Tuyệt đối không thể là ba của tôi được. Vậy thì là anh nha. Anh tự tin vào cái gì vậy?
Anh có hiểu tình hình bây giờ là thế nào hay không hả? Bọn họ đã tìm được bộ phận lên dây ở hiện trường vụ án của cha Minh Châu rồi. Bây giờ con nhỏ cha Ưng Đông đó đang so sánh nó với cái đồng hồ của anh đã đeo đó. Nếu dám định thứ đó đúng là của anh thì anh coi như xong. Anh chính là người đã hại chết ông ấy. Cô ta làm vậy cũng chẳng dám định được gì đâu. Ý của anh là gì? Nút vặn đó đúng là rơi từ đồng hồ của tôi. Là cái đồng hồ mà anh đã tặng cho tôi đó. Nhưng mà cùng loại với đồng hồ của tôi đó. Cái cuối cùng là của anh. Anh đeo thử đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà sao? Khi tôi gửi đồng hồ đó đi sự, tôi đã dùng tên của anh rồi. Và ngay sau vụ con cha Minh Châu, tôi đã đổi đồng hồ của anh với tôi rồi. Anh đâu có biết. Quá đơn sửa chữa khách hàng Chuyên Chuyên Hiệu Úc. Khách sửa chữa Chuyên Chuyên Hiệu Úc. Ngày nhận 4/4/2013. Chi tiết sửa thay nút vặn đồng hồ. Anh phải giữ kín mọi chuyện liên quan đến cái chết của gã đó. Giữ kín cho đến lúc chết. Có như vậy thì tôi mới bảo vệ anh đến tận lúc chết. Tôi nhất định sẽ mang chuyện này xuống bộ thưa phó giám đốc. Sao? Nếu họ tìm được cái đồng hồ kia của anh thì phó giám đốc của chúng ta gặp rắc rối rồi. Anh đã lên kế hoạch từ đầu rồi có đúng vậy không? Nên chạy thuốc hen suyễn đó mới. Tất nhiên tôi biết anh là kẻ ra sao. Anh nghĩ tôi không biết anh sẽ dứt bỏ tôi sau khi lợi dụng xong sao? Đồng hồ đó mà được tìm thấy thì anh sẽ xong đời. Liệu có lý do nào khác khiến cho Chuê Dông Cúc phải bỏ trốn không? Tôi nghĩ ông ta sẽ không bỏ trốn vì chuyện của Chi Hôn đâu. Muốn trốn đã trốn lâu rồi. Đừng giấu tôi chuyện gì hết. Điều tra được đến đâu thì hãy báo cáo đầy đủ cho tôi. Cậu cứ nói hết đi. Thư ký Go Sang U của Chuê Chun Hiếu đang bị bắt giam. Nhưng mà khả năng tệ nhất chính là Chuê Chun Hiếu là người đã làm việc đó với ông cha. Nếu lỡ như thật sự chính anh Chun Hi Úc đã làm điều độc ác với ba vợ của con thì con phải đối mặt với Ưng Đông thế nào đây? Hai người hãy nghe kỹ những lời tôi sắp nói đây. Em chồng à, xin em hãy tìm anh trai của em đi. Chị thấy lo lắng lắm. Chị không biết là ông ấy vẫn còn sống hay đã chết rồi. Tại sao anh ấy lại bỏ trốn? Rốt cuộc tại sao vậy chứ? Chắc chắn không phải chỉ vì chuyện anh ấy bỏ rơi Chi Huynh lúc nhỏ đâu. Anh ấy bỏ trốn làm gì chứ? Chị cũng không biết tại sao nữa. Nếu cứ như vậy, lỡ ông ấy đã chết ở chỗ nào đó thì sao đây? Chị lo chết đi được. Sức khỏe của ông ấy vốn đã yếu lắm rồi. Anh ấy không được khỏe sao? Dạo này chị không đếm được số lần ông ấy ngất xỉu. Em chồng à, lỡ có chuyện gì với ông ấy thì làm sao? Em làm ơn đi kiếm ông ấy giúp chị đi. Thà rằng ông ấy vào tù còn tốt hơn đó.
ơi bà, sao bà khóc vậy? Bà đừng có khóc nữa. Bà không biết ông nội của con giờ đang ở đâu. Đã đến đây rồi, tôi xin lỗi vì tạm thời phiền hai người trước nha. Ông Đông nhà chúng ta tốt bụng thiệt đó, không ai được như con bé này đâu. Cô phải biết là chúng tôi đồng ý cho cô ở đây là vì ông Đông đã nhờ giả tôi đó. Tất nhiên rồi, vậy nên tôi biết ơn cha ơn Đông rất nhiều. Sau này tôi nhất định sẽ đến cảm ơn. Bà chủ thì có thể ở tạm phòng con trống của ưng Đông, còn cô thì ra ngoài này. Cô nói tôi ngủ ở phòng khách sao? Tôi thấy phòng này nhìn cũng không chật chội lắm, hai mẹ con tôi dùng chung một phòng là được. Vấn đề không phải là vì phòng nhỏ. Phòng đó trước kia là phòng của ưng Đông, trước đó nữa thì là phòng của chú cha đó. Cô nghĩ mình có thể ngủ ở trong đó được hay sao? Dù sao đi nữa, cô mau kiếm phòng khác rồi chuyển đi nhanh đi. Trong lúc cô ở đây thì phải làm việc nhà, lau dọn nhà cửa, giặt giũ và kiêm cả nấu ăn luôn đó. Cô nói sao? Không thích thì cô chuyển ra chỗ khác ở đi. Đi thôi mẹ. Dù con có bị Chi Jun Hi Úc bắt được hay là giết chết đi nữa, cũng không để mình bị như vậy đâu. Con đâu có bị điên, con là người giúp việc hả? Mau đi thôi, chúng ta về nhà mẹ ở đi. Thôi đi con, chỗ đó toàn là người của Chê Chun Hi Úc ở xung quanh. Mẹ sợ hắn ta lắm, với lại gia đình hắn cũng đang tìm con mà không về đó được đâu. Dù có vậy thì con cũng không ở đây đâu, con không ở được. Nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, không thể chấp nhận được. Tại sao con lại phải làm những chuyện đó chứ? Mẹ sẽ làm hết được chưa? Tôi không đồng ý điều đó đâu nha. Hoặc là Ô Hê Uông làm hết mọi việc, hoặc là cô ta đi ra khỏi đây, đúng không anh? Tất nhiên rồi. Hê Uông à, không đời nào, con không bao giờ làm vậy đâu. Mẹ, mở to lên. Nè, cô nghĩ bỏ chạy như vậy thì con trai của tôi không tìm được cô sao? Vì cô mà bây giờ ba chồng cô trốn biệt tâm còn chưa biết sống chết là sao kìa. Cô nghĩ mình trốn được hả? Tôi đây nhất định sẽ tố cáo cô là kẻ nghiện rượu và nghiện thuốc. Tôi sẽ khiến cô bị tước giấy phép bác sĩ ngay lập tức, rồi tống cô vào tù. Cứ chờ tôi bắt được cô đi. Trời ơi, sợ quá à. Nghe mẹ đi, ở đây an toàn nhất rồi đó con. Làm sao mà họ nghĩ ra được là con ở trong nhà của cha ưng Đông được chứ? Vậy thì hai chúng ta hãy bàn bạc về chuyện làm việc nhà đi đã. Bàn bạc về chuyện làm việc nhà sao? Cô không muốn làm thì đi chỗ khác đi, tôi không có ngăn cản đâu. Cô đã làm gì vậy? Cô là ai mà dám lục tung văn phòng của tôi đi? Nói đi, nó ở đâu hả? Khi mà anh giết ba của tôi trên sân thượng bệnh viện, anh đã để lại trên cổ ba tôi vết hằn của đồng hồ. Đồng hồ đó giờ đang ở đâu hả? Cảnh sát nói là họ phát hiện có vết hằn dấu của một cái đồng hồ ở trên cổ của ba em đó. Đồng hồ đó? Đưa cô ta ra khỏi đi ngay. Cái đồng hồ đó đang ở đâu hả? Thank you.
Nếu ông muốn nhận tội thay con trai mình thì ông nên nhận chiếc đồng hồ đó là của mình ngay từ bây giờ. Nói đi, anh đã giấu đồng hồ đó đi đâu rồi hả? Anh hãy mau nói đi. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết. Đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Đi ngay đi, ra khỏi đây ngay. Người phải ra khỏi đây không phải tôi, mà chính là anh phải ra khỏi mới đúng. Từ hôm nay, anh đã chính thức bị sa thải. Cô nghĩ cô trở thành con dâu của chủ tịch là có thể có quyền sa thải được tôi sao? Và anh sẽ bị điều tra vì bị nghi ngờ là hung thủ trong vụ án của ba tôi như Go Sang-un. Im miệng lại đi. Với cái bệnh viện nhỏ này mà nói, có đi thì cũng là tôi tự đi. Có cần tôi cho người tiễn anh ra tới cửa hay không? Hãy mau vào đi. Trước đây họ từng làm việc cùng với ba của tôi, chắc anh không thể nhớ được họ đâu. Tôi sẽ không để anh rời đi một mình. Những người này sẽ tống anh ra ngoài giống như một con chó vậy đó. Giống như cách mà ba của tôi và tôi từng bị vậy. Dám làm như vậy với tôi hả? Buông ra, buông ra, mau buông tôi ra, có nghe không? Mau bỏ tôi ra. Đi, mở đi. Bỏ ra. Đi thôi. Các người muốn biểu đuổi gì hả? Nhanh lên. Không biết tôi là ai hay sao? Mau bỏ ra. Đi thôi. Bỏ tôi ra. Nhanh lên. Mau bỏ tôi ra. Tôi nói bỏ tôi ra. Có nghe không? Sao cô? Sao cô dám bắt tay với bọn chúng? Sao cô dám hả? Chờ một chút. Đây là bệnh viện mà ba tôi xây dựng lên. Các người lấy lý do gì mà dám làm vậy với tôi hả? Tổ chức họp báo bị đặt thông tin về chủ tịch Hành. Anh sẽ bị kiện về hành vi vi phạm luật dân sự, vì ảnh hưởng danh dự của người khác. Và tội đã làm cổ phiếu công ty rớt giá nghiêm trọng. Và còn cái đồng hồ mà anh đã từng đeo trên tay, nếu để chúng tôi tìm được nó thì vụ án của ba tôi sẽ được làm sáng tỏ. Người thực sự đã ra tay giết ba tôi không phải là thư ký Go, mà người đó chính là anh. Giờ cô đang bày trò điên khùng gì ở đây vậy hả? Nếu bộ phận lên dây đó đúng là rơi từ đồng hồ của anh sẽ bị bắt vì bị tình nghi là hung thủ đã giết chết ông cha manh chung. Cậu đang nói chuyện nhảm nhí cái gì vậy hả? Kẻ đang nói nhảm nhí không phải là tôi mà chính là anh đó. Anh tự nhớ lại đi, anh đã làm những chuyện gì với chị tôi và khiến chị thê thảm ra sao. Tôi sẽ tự tay khiến anh thê thảm và đau khổ tột cùng. Bây giờ cô lại định âm mưu để biến tôi thành kẻ giết người sao? Là Go Sang-un chứ không phải tôi đâu. Là anh hay Go Sang-un làm việc đó thì cứ chờ cảnh sát điều tra rồi sẽ rõ thôi. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Đi lên. Tôi nói bỏ tôi ra. Mau đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Cô gọi tôi đến đây để tôi nhìn thấy chồng mình bị lôi hả? Giờ thì cô đã hài lòng chưa? Mau theo tôi.
cô đưa tôi đến văn phòng mà chồng tôi vừa bị đuổi để làm gì chứ? Nói tôi biết toàn bộ những nơi chồng cô có thể giấu đồng hồ. Mà cô biết được đi. Cái đồng hồ đó đang ở đâu vậy? Tôi không biết. Vừa chứng kiến cảnh chủ cũ nơi này bị lôi đi mà cô vẫn chưa rút được bài học sao? Nếu cô không hợp tác thì cô sẽ như Jun Hy Úc lúc nãy đó. Tôi không biết mà. Được rồi, cô đi đi. Sáng sớm hôm đó, ngày mà ba chồng của tôi biến mất, lúc ông ấy định đến sở cảnh sát. Tôi đã nhìn thấy lúc mà ông ấy ra khỏi nhà. Hình như tôi đã thấy ông ấy có đeo đồng hồ. Chuê Dông Cúc sao? Phải. Bệnh viện Hàn Quốc. Tôi muốn được kiểm tra lại camera giám sát ở sở cảnh sát vào ngày mà Chuê Dông Cúc biến mất. Được rồi, tôi sẽ tới ngay đi. Trong số đồ tịch thu từ Chuê Chuân Hiếu không hề có cái đồng hồ đó. Tôi tìm được kẻ tình nghi rồi. Lại là Chuê Dông Cúc. Mở toàn bộ những cảnh quay được Chuê Dông Cúc cho tôi đi. Sao cậu lại đeo đồng hồ của Chuê Chuân Hiếu Úc khi bỏ đi vậy hả? Nếu không đeo đồng hồ thì có thể ông ta đã giấu hoặc dứt nó đi rồi. Ồ, kia rồi. Không thể phóng to hơn được hả? Ừ, phóng to hết cỡ rồi. Ông ta đang bị truy nã nên chúng ta cứ chờ xem sao. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không đeo nó đâu. Sao lại phải mang nó đi chứ? Chẳng có lý do gì mà. Lúc nãy Chuê Chuân Hy Úc có vẻ không biết cái đồng hồ đó đang ở đâu hết. Vậy không lẽ là Chuê Dông Cúc, ông đang ở đâu vậy? Hôm nay mệt quá đi. Nhìn kìa. Đẹp quá. Bây giờ ông ấy đang ở đâu vậy? Ba con không ở khách sạn nào sao mẹ? Ba con thì lấy đâu ra tiền chứ? Nhưng mà chúng ta đã tìm hết mọi nơi rồi mà. Ba con vốn kén ăn lắm. Mẹ sợ ông ấy sẽ đói mà chết mất. Mẹ thấy lo lắng quá đi à. Mẹ lo tới phát bệnh luôn rồi nè. Có phải bà con không? Mình à, mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Cái bà này sao lại dám chứ? Bà ấy đến đây mà không sợ gì hết hay sao chứ? Ôi trời ơi, nhìn mấy cái tem niêm phong này đi. Về nhà các người phá sản thật rồi hả? Cuối cùng cũng có ngày này. Bà muốn gì đây? Bà nghĩ đây là đâu mà lại dám đến đây như vậy chứ? Sao tôi lại không đến đây được chứ hả? Bà có biết gì lời nói của con bà ở buổi họp báo mà chồng tôi và con trai tôi đã phải vất vả ra sao không? Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chồng tôi, đều là tại con gái bà đó.
Con gái tôi nói gì sai hay sao? Con bé chỉ nói ra sự thật mà Chuê Chun Hi Úc đã che giấu thôi. Chủ tịch không hề biết gì hết, đó là sự thật mà không đúng sao? Vậy nên cô ta mới phản bội chồng cùng với ba chồng của mình rồi tố cáo họ hay sao? Vì chuyện này mà bà đã đe dọa con gái tôi qua điện thoại đúng không? Tôi sẽ khiến cô bị tước giấy phép rồi tống cổ cô vào tù. Tất nhiên là vậy rồi. Bà nghĩ tôi sẽ để cho cô ta đi sau khi phá nát cuộc đời con trai tôi sao? Con trai bà mới là người đã phá hư cuộc đời tươi đẹp của con gái tôi đó. Đây. Cái gì đây? Đơn ly hôn đó. Cái gì? Từ giờ trở đi, chúng tôi hoàn toàn không còn liên quan gì đến gia đình tội phạm các người nữa. Mau đóng dấu đi. Nếu có ly hôn thì phải là chúng tôi đệ đơn bỏ con gái bà mới đúng đó. Vậy nên mới nói hãy đóng dấu mau đi. Chúng tôi phải cắt đứt triệt để với gia đình các người thì mới mong có thể sống yên ổn được. Đúng là vừa ăn cắp vừa mắng người mà. Phải là vừa ăn cắp vừa la làng thì mới đúng. Bà thiếu kiến thức cơ bản thật đó. Dù sao thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Mau đóng dấu rồi gửi nó lại cho chúng tôi nha, thưa phu nhân. Bà nói gì? Nè! Hãy trả cuộc đời con trai tôi lại đây. Hãy trả cuộc đời của con gái tôi lại đây đi. Bà nghĩ mình là ai mà dám đóng tóc tôi như vậy hả? Ôi, cái con trai này. Sao lại đánh con tôi chứ? Con gió đây, buông ra. Cái gì hả? Buông ra. Trại giáo dưỡng mở ra tương lai mới. Anh dám đâm sau lưng tôi sao? Để tôi bắt được anh thì anh chết chắc. Bây giờ anh đang bị truy nã đó. Anh nghĩ mình sẽ trốn được hay sao? Đây là anh và Chun Hi Úc. Anh còn nhớ chứ? Cho dù anh có cố gắng biện hộ cho mình vô tội đi chăng nữa, anh cũng sẽ chịu ít nhất 15 năm tù. Tại sao anh lại phải nhận tội một mình chỉ vì kẻ Chun Hi Úc kia chứ? Ai là người đã giết ba của tôi hả? Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là vì có chuyện muốn nói. Ta đã nghĩ đến lúc ta phải rời khỏi vị trí hiện tại rồi. Còn tập đoàn thì mình định như thế nào đây? Không có mình thì ai sẽ là người quản lý tập đoàn đây chứ? Ông ơi, lúc con vào nhà thì chú này đã đi theo. Ưng Chanh à, em lên lầu đi nha. Dạ. Cậu đến đây làm gì? Có phải Dượng đã nói với cô ta chứ không phải người khác đến bệnh viện lôi con đi không? Cậu đến đây chỉ hỏi chuyện đó thôi sao? Bệnh viện đó là do ba con đã dọc công xây dựng lên. Ông ấy đã dành cả đời mình để tạo ra nó như bây giờ. Nhưng mà Dượng lại đuổi con khỏi đó. Dượng làm như vậy mà được sao? Anh chưa nhận ra được tình hình sao? Tại sao chúng tôi phải làm vậy với anh chứ? Dù là công ty hay là bệnh viện thì cũng đều không được. Con tuyệt đối sẽ không rời đi đâu. Bây giờ cho dù cậu nói như thế nào thì cũng chẳng có ích gì nữa đâu. Ta đã quyết định là sẽ về hưu rồi. Ta sẽ giao vị trí của mình cho người khác. Là ai chứ? Chẳng lẽ là... Đúng vậy, là Kang Thi In. Tổng giám đốc Kang sẽ nhận vị trí của ta và lo tập đoàn. Nếu cậu cảm thấy hoang ức hay tức giận thì đến tìm cậu ấy mà nói chuyện đi. Dượng nói Kang Thi In sao? Ba con bây giờ chưa rõ sống chết như thế nào và đang lang bạc ở đâu. Và con thì bị đuổi khỏi bệnh viện không khác gì một con chó. Kang Thi In sao? Dượng nói anh ta sẽ lên làm tổng giám đốc đại diện hay sao chứ? Phải thì sao? Không lẽ có lý do gì khiến cậu ấy không làm được sao? Tất nhiên rồi. Anh ta đã cướp hết mọi thứ bọn con xây dựng. Bấy lâu nay ba con và con sống như kẻ hầu trước mặt của Dượng. Không phải là để nhìn thấy anh ta cướp trắng công sức của mình như vậy đâu. Đủ rồi đó. Sao Dượng lại giao tập đoàn cho người ngoài chứ? Chuyện này chính là lý do. Con đã tổ chức họp báo về Dượng đó. Dượng không đáng làm người đứng đầu tập đoàn đâu. Kẻ như cậu đã khiến cho gia đình tôi khốn khổ biết bao nhiêu rồi hả? Cậu còn không xứng đứng trước mặt tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho việc cậu làm đâu. Dượng à, con không biết là mình sẽ làm điều gì nữa đâu. Vậy cho nên đừng cố khiêu khích con thêm nữa.
anh Choi Jun Hyuk. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh không thèm nghe chúng tôi gọi. Anh phải đến sở cảnh sát để nhận điều tra. Điều tra về chuyện gì? Anh mà đụng vào tôi thì không biết ai sẽ bị mất chức đâu đó. Anh đã thuê một chiếc xe tải để tấn công tôi và chị Hee An Mi. Đó là tội cố ý giết người. Anh còn bị nghi ngờ là đã giết ba của tôi. Cùng với thư ký của mình Go Sang-woo. Anh ta thì có liên quan gì đến tôi hả? Tôi đã sa thải anh ta lâu rồi mà. Trong thời gian Go Sang-woo bị truy nã, sao anh lại liên lạc với anh ta thường xuyên quá vậy? Anh đã sa thải anh ta lâu rồi mà. Nên chính tôi đã gọi báo cảnh sát đến đó. Mau đưa anh ta đi. Album hình gia đình chúng ta. Ưng Chan à, em làm bài tập hả? Dạ chị. Nhưng mà sao chú đó lại vô nhà của mình? À, sao vậy? Lúc nãy em thấy khi mà chú ấy nhìn em giống như sắp khóc vậy đó. Sao chú ấy lại muốn khóc chứ? Thật tội cho anh, ngay sau khi bị đuổi khỏi bệnh viện thì lại bị đưa đến đây ngay. Chúng ta bắt đầu thôi. Lấy lời khai nha. Lịch sử cuộc gọi. Sao anh lại liên hệ với Go Sang-woo thường xuyên như vậy hả? Tôi chỉ cố thuyết phục anh ta đi đầu thú mà thôi. À, anh đã giúp chúng tôi rất nhiều đó. Sao vậy? Tôi là kẻ bị tình nghi hay là người làm chứng đây? Anh đang thẩm vấn tôi với tư cách nào vậy hả? Cái đồng hồ. Nói đi. Anh giấu nó ở đâu rồi? Đồng hồ gì chứ? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết đó. Được rồi. Chúng tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi về đồng hồ đó. Chúng ta có cả đêm để nói. Anh Dông Cúc vẫn chưa gọi về nhà nữa sao? Vẫn chưa gọi được. Chú Ni Úc đã tìm khắp nơi rồi. Em chồng mà, xin em hãy tìm ông ấy đi. Tôi sẽ cho người đi tìm ông ấy. Bà cứ ở nhà chờ đi, sẽ tìm được thôi. Mình à, có thể như vậy là đủ với anh tôi rồi không? Sochu phải làm thế nào đây? Sochu làm sao? Sau vụ tai nạn, con bé đã bị trầm cảm nặng. Con bé chịu được tới giờ đều là nhờ thuốc. Tôi sẽ cố gắng giúp cho Kang Tae-in làm tổng giám đốc đại diện trong cuộc họp cổ đông bằng mọi cách có thể. Ông không thể giúp Sochu kết hôn với cậu ấy được hả? Trước tiên cả hai đứa đều phải mong muốn vậy đó. Đây không phải là chuyện cha mẹ có thể xen vào đâu. Thật sự tình trạng con bé bây giờ tệ lắm rồi. Con bé nói nó không thể yêu ai khác được nữa. Chúng ta phải làm sao đi? Thì nhà ta sẽ lên chức tổng giám đốc đại diện sao? À, đúng vậy. Lúc nghe tin thì tôi cũng bối rối lắm. Thì Yên à, con phải được hội đồng quản trị thông qua. Với lại con không biết mình có đảm nhận được trọng trách đó hay không. Tất nhiên là con làm được chứ. Chắc chắn con sẽ làm tốt thôi. Con đã làm tốt lắm rồi mà.
À, với lại còn Chi Hun cũng sẽ trở thành phó tổng giám đốc. Cậu ấy sẽ cùng với con dẫn dắt tập đoàn này ngày càng tốt hơn. Thật vậy sao? Thiên à, Thiên à, chắc con nghe được tin tốt rồi có đúng không? Ừ, dạ tất nhiên rồi. Cái thằng Bì đúng là tin tốt đó. Chúc mừng anh nghe. À, bác ơi, mình tổ chức tiệc đi bác. Tin vui vậy phải làm một ly ăn mừng chứ không phải sao? Ăn mừng hả? Tất nhiên là phải tổ chức rồi. Con thấy cửa mở nên vào nhà luôn. Anh Thế Yên, anh làm rất tốt. Chúc mừng anh nha. Cảm ơn em. Dương bấm quyệt 3H. Con có thể mua ở cửa hàng của bác cũng được mà. Không cần phải đến đây đâu. Không được. Nếu cô làm vậy thì tôi ngại lắm. Tốt hơn để tôi chọn ở đây cho cô mua. Đều như nhau mà. Cô đến rồi. Tôi muốn mua một cái giường ngủ để tặng cho ba mẹ tôi. Loại tốt nhất đó. Hiện chúng tôi đang có một sản phẩm rất phù hợp để tặng cho phụ huynh đó. Mình đi hướng này. Đi bác. Hai người thấy được chứ? Bác thấy cái này có được không bác? Tôi nghĩ mua cái này rất tốt cho ba của cô đó.